Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi. Đó là chúng ta đã thật sự yêu bao giờ chưa? Thật sự thì mình gặp rất là nhiều câu hỏi về những cái mối quan hệ, về chuyện yêu đương, về tình cảm. Các bạn sẽ thấy là các bạn hay đặt những cái câu hỏi như là làm sao để biết người ta yêu mình, làm sao để giữ được cái tình cảm nó lâu dài, làm sao để hạnh phúc, làm sao để chung thủy. Nói chung là làm sao, rất là nhiều cái làm sao. Nhưng chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi cho chính bản thân chúng ta là chúng ta đã thật sự yêu bao giờ chưa? Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi này. Nó không có một cái đáp án chính xác cho tất cả mọi người. Tại vì theo như mình nghĩ, yêu nó không phải là một hành động, mà là yêu nó là cảm xúc. Và mỗi chúng ta cảm nhận cái tình yêu nó khác nhau. Căn bản, tình yêu nó được phân ra làm hai loại. Một loại là tình yêu bản ngã và một loại là tình yêu chân thật. Và cái điều mà con người lúc nào cũng muốn tìm kiếm tới, muốn đạt tới, đó là cái tình yêu chân thật. Nó gọi là true love với các bạn. Nhưng mà đa phần chúng ta đều yêu theo bản ngã. Khi mà các bạn nghĩ là các bạn yêu một ai đó thì nó dựa trên cái cảm giác mê đắm. Bạn khao khát, bạn muốn được ở gần một người, bạn muốn gặp một người, bạn muốn biết được là họ đang suy nghĩ gì, họ muốn gì. Và thậm chí bạn muốn tìm hiểu tất tần tật về con người đó, bạn muốn biết về họ, bạn muốn biết về quá khứ của họ. Và bạn muốn có một tương lai với họ mà có bạn ở trong đó. Nhưng cái tình yêu đó nó vẫn không có phải gọi là true love được. Tại vì các bạn nghĩ đi, nếu như mà một ngày nào đó cái người yêu của bạn mà họ rời bỏ bạn đi theo một người khác, hay vì một lý do gì đó họ rời bỏ bạn, thì bạn có còn dành cái tình yêu và cái cảm xúc nguyên vẹn như vậy cho họ không? Và bạn có còn ngồi đó và bạn cầu nguyện cho họ được hạnh phúc không? Vì nếu như cái tình yêu của bạn nó đi kèm với điều kiện là bạn dành cho họ tình yêu, với điều kiện là họ cũng phải yêu lại bạn, họ cũng phải quan tâm lại bạn, và bạn cũng phải là quan trọng với họ, thì tình yêu đó nó vẫn gọi là tình yêu bản ngã. Khi mà tình yêu thật sự có nghĩa là bạn cho đi và bạn không cần phải mong một cái gì đó đáp trở lại, nó giống như là một cái tình yêu vô điều kiện, thì lúc đó mới có thể gọi là tình yêu thật sự. Nhưng mà ở trên đời này, tất cả chúng ta, mình nghĩ là rất là khó mà để đạt được đến cái tình yêu vô điều kiện. Cái tình yêu vô điều kiện á, mình nghĩ chỉ có thể là bố mẹ dành cho con cái thôi. Tại vì bố mẹ mình đôi khi dành cho chúng ta những cái tình cảm và sự quan tâm, và không bao giờ bố mẹ mình mong mình phải đáp lại, phải không các bạn? Nhưng mà trong cái tình yêu đôi lứa đó, thì đa phần là chúng ta yêu nó theo cái bản ngã của chúng ta nhiều hơn. Mình nói như vậy các bạn có đồng ý không? Vì là khi cái người đó, mình vẫn khuyên các bạn là nếu như họ rời bỏ các bạn đi rồi thì các bạn đừng có nên tiếp tục dành tình yêu cho họ. Thì chính mình vẫn dành cho các bạn những cái lời khuyên, đó là các bạn nên yêu một cách rất là công bằng. Nhưng mà như vậy thì nó không phải là true love nữa. Mình nghĩ là thời đại này dường như là true love nó không còn tồn tại nữa. Và nếu như true love nó là bạn yêu một người và bạn không có mong chờ một cái điều gì đó mà người đó đáp lại, mà bạn vẫn yêu vô điều kiện, thì mình cũng không có khuyến khích các bạn mà dành true love cho ai đâu. Mình nghĩ chúng ta có thể thực tập yêu gần với true love. Có nghĩa là mình cũng yêu nhưng mà mình sẽ được đáp lại. Nhưng mà mình yêu nó có vẻ như là nó vô điều kiện hơn. Nó có những cái điều mà nó rất là gần giống với true love và mình sẽ list ra đây cho các bạn. Đó là mình nghĩ là khi mà mình yêu một con người á, mình chấp nhận con người đó nó là như thế nào. Ví dụ như khi mà bạn thật sự yêu một người thì cái người đó bạn phải nhìn nhận là họ là một cái cá nhân đặc biệt, họ không có giống ai hết và không có so sánh họ với ai hết. Ví dụ như cho dù cái người đó hay hay dở, hay là không có hoàn hảo, không có giỏi, không có tuyệt vời, nhưng mà bạn vẫn yêu họ, và đối với trong con mắt của bạn, họ vẫn là con người hoàn hảo và bạn vẫn dành cái tình yêu trọn vẹn cho họ, mặc dù họ không phải là con người hoàn hảo.
Và làm sao để chúng ta làm được cái điều đó các bạn? Chúng ta đừng có so sánh. Chúng ta đừng có so sánh những cái anh chàng đi theo đuổi mình với cái người bạn trai của mình. Nhiều khi mình bảo chứ ôi ông bạn trai của mình không có bằng cái người này đang thích mình, cái anh kia đang theo mình. Nếu như các bạn thật sự yêu họ, các bạn đừng so sánh họ như vậy. Hoặc là càng không nên so sánh họ với người cũ của các bạn. Hoặc là càng không nên so sánh họ với lại ôi bạn trai của con nhỏ bạn mình, bạn trai của chị gái mình, bạn trai của em họ mình. Tại sao như vậy mà tại sao bạn trai của mình như vậy? Thì các bạn cố gắng đừng có bao giờ so sánh họ. Các bạn yêu họ bằng cái con người chân thật của họ, cái con người của họ nó như thế nào, bạn yêu họ nó như thế đó, thì mình nghĩ đó cũng đã là một phần của tình yêu chân thật. Và cái điều thứ hai đó là khi mà các bạn yêu một người á, là các bạn phải hỗ trợ họ. Nói chung là mình phải giúp đỡ và hỗ trợ nhau. Khi mà hai người đến với nhau để làm cho cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn, phải không các bạn? Nếu như mà họ đến đó là họ phải hỗ trợ bạn. Nhưng mà mình đang nói ở đây mình cho đi, thì có nghĩa là mình cũng phải đem tới cho họ những cái gì. Mình dành cho họ tình yêu, mình dành cho họ thời gian, mình dành cho họ sự quan tâm. Khi mà bạn làm được những cái điều đó, bạn cho đi, bạn quan tâm họ, bạn dành cho họ, bạn hỗ trợ cho họ. Ví dụ như nếu anh ta có những hoài bão, anh ta có những ước mơ, bạn giúp cho những ước mơ của anh ta sớm đạt được. Đôi khi là bạn chỉ giúp về mặt tinh thần thôi, nhưng mà cái điều đó đã nói lên là bạn đang yêu một cách rất là chân thật. Tại vì chỉ có khi mà bạn dành một tình yêu chân thật cho một người thì bạn mới dầu dùng sức lực của bạn để bạn hỗ trợ, bạn truyền cảm hứng cho cái người đối diện để cho họ thực hiện những cái ước mơ đạt được trong tương lai của anh ta. Và cái điều thứ ba đó các bạn, mình nghĩ đó là tình yêu nó là một món quà. Khi bạn được yêu, đó là một món quà. Và bạn phải trân trọng những cái gì bạn có. Ít nhất là bạn trân trọng cái người yêu của bạn, bạn trân trọng cái tình cảm của bạn, thì bạn phải trân trọng nó giống như là một cái món quà quý vậy đó. Mình phải nâng niu. Người ta nói là handle with care đó các bạn phải nhẹ nhàng, dịu dàng. Các bạn đừng có bạo lực, các bạn đừng có giống như là đôi khi mình nóng nảy, hay là mình giận hờn, hay là mình xuồng xả quá, mình không có chăm sóc nó. Cái tình yêu nó cần phải được chăm sóc, cần được nuôi dưỡng các bạn. Nếu nó là một món quà càng giá trị thì các bạn phải chăm sóc, các bạn phải nuôi dưỡng nó. Cho nên mình nhắc các bạn ở đây, nếu các bạn thật sự yêu thì các bạn phải quý cái tình yêu mà các bạn đang có. Và một cái điều thứ tư nó hơi không có thực tế, đó là yêu có nghĩa là buông bỏ. Có nghĩa là có thể là bạn yêu một người, nhưng mà khi cái tình yêu của bạn á, bạn và cái người đó, nếu như mà bạn buông tay thì để cho họ được tốt hơn, thì bạn vẫn chấp nhận buông tay để cho họ được tốt hơn, thì cái đó cũng là một cái cách mà bạn yêu thật sự. Ví dụ như, mình chỉ nói ví dụ như là nếu như hai người đang yêu nhau, nhưng mà anh bạn đó sẽ cần phải có tương lai, phải đi du học hoặc là đi công tác xa chẳng hạn. Và nếu như bạn cần phải buông tay để cho anh ta đi, để cho anh ta có những cái gì đó tốt đẹp hơn, thì bạn phải hy sinh. Đó là cái đó là đôi khi mình cần phải buông tay. Và một cái điều á mà chúng ta ở đây đều luôn có nhắc tới là khi để các bạn dành được tình yêu cho một người thì nó phải bắt nguồn bằng các bạn phải yêu bản thân các bạn. Ví dụ như mình nói như vậy thì nó mơ hồ quá, nhưng mà mình đưa ra một ví dụ. Mình có một chị bạn nó luôn chăm sóc cái anh bạn trai đó, chăm sóc giúp đỡ cái người bạn trai rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ như có một lần á, cô đó giúp cái người bạn trai nhiều quá và chị đó đổ bệnh. Chị đổ bệnh, chị mất sức và chị không có thể giúp cái người bạn trai được nữa. Thì mình nghĩ như vậy nè các bạn, nếu mà cái chị đó tự biết chăm sóc bản thân mình, mạnh khỏe, có nhiều sức, không có sức khỏe của chị tốt, thì chị có thể chăm sóc cái người bạn trai đó tốt hơn, giúp được nhiều hơn, và không có bị giống như là những cái lúc cần thì lại không có giúp được, là tại vì hết sức rồi, đổ bệnh rồi. Cho nên á là cái sự mà mình chăm sóc bản thân mình nó là đầu tiên hết các bạn. Tức là các bạn phải yêu bản thân các bạn thì các bạn mới có năng lượng để các bạn đi yêu người khác. Ví dụ như cái chị bạn của mình vừa nói ra, nếu như mà cô ta chăm sóc bản thân cô ta trước, cô ta yêu cô ta trước, thì cô ta sẽ có sức lực để giúp đỡ cho cái người bạn trai. Nhưng mà bình thường cứ lo đi giúp cho người bạn trai rồi đến chừng mình không còn sức nữa, coi như là ngã quỵ luôn, thì
cổ cũng không giúp cổ được, mà cổ cũng không giúp người bạn trai được. Thì các bạn cứ thấy, ví dụ như các bạn đi máy bay đi, họ luôn luôn khuyên các bạn là các bạn phải đeo cái mặt nạ oxy vào cho các bạn trước, trước khi các bạn muốn giúp cho người khác. Thì nó là như vậy, mình phải tồn tại trước, mình phải có sức khỏe trước, mình phải có năng lượng trước, thì mình mới dành được cái tình cảm cho người khác, mình mới trao được cái tình yêu của mình cho người khác, phải không các bạn? Yêu là cho đi mà không có lấy gì cho. Ok, thì mình nghĩ là hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây thôi. Như là những gì chúng ta nói trong video hôm nay, tình yêu bản ngã và tình yêu chân thật. Và nếu như chúng ta không có phải là đạt tới tình yêu chân thật 100%, chúng ta yêu bản ngã, nhưng mà vẫn có những cái nó gần, rất là gần với tình yêu chân thật. Những cái điều mà mình vừa list ra để ở các bạn có thể thực hiện, các bạn có thể thực tập. Mình nhắc lại bốn cái điều này. Đó là một, bạn phải yêu con người thật sự của anh ta. Cái điều thứ hai, yêu là cho đi, là hỗ trợ. Cái điều thứ ba, tình yêu là một món quà và chúng ta phải cần nâng niu. Cái điều thứ tư, yêu đôi khi cần phải buông tay. Và cái điều thứ năm, đó là chúng ta cần phải bắt đầu từ bản thân chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.